Hội thảo là cơ hội gặp gỡ của những người lãnh đạo, chiến sĩ, những biệt động Sài Gòn trong cuộc chiến đấu anh dũng Tết Mậu Thân năm 1968. Họ cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng về lịch sử, những cách đánh độc đáo, bài học ý nghĩa trong cách tiếp cận mới, bằng tư duy khách quan và khoa học. Nhiều người vẫn nhớ rõ giờ giao thừa năm 1968, sau khi nghe Bác Hồ chúc Tết xong và cấp trên chỉ đạo, mỗi người một nhiệm vụ, sẵn sàng nghe lệnh chiến đấu, không ngại hy sinh gian khổ, quyết tâm nhắm tới mục tiêu và tiêu diệt địch. Khi mà xa vào Tây giặc thì chúng tôi cũng xác định rồi là ý chí căm thù mình đã đặt hết lên trong lòng mình. Thì dù có hy sinh, dù bị bắt thì chúng ta phải giữ khí tiết để bảo vệ, bảo tồn cơ sở của mình. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã trở thành sự kiện gây chấn động lớn trên thế giới về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy có ý nghĩa rất lớn lao về mặt ngoại giao. Nếu không có Mậu Thân 1968, chưa chắc Mỹ đã chịu ngồi và đàm phán ở Hội nghị Paris. Đây là một thắng lợi rất lớn trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, tiến tới thống nhất đất nước của quân và dân ta, là tiền đề để từng bước thực hiện lời huấn thị của Bác Hồ trước khi chiến dịch diễn ra là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Chúng ta có nhận đánh quyết định này, cho nên là buộc Mỹ phải chấp nhận Hiệp định Paris và chấp nhận Hiệp định này, chấp nhận cả bốn bên, tức là Mỹ, Bắc Việt Nam, rồi Nam Việt Nam với nền mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam. Hơn 100 tham luận gửi tới hội thảo đã đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn về tầm vóc, ý nghĩa của thắng lợi lịch sử của chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy để vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.